Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Phát sốt với cảnh tình tứ của Trung Hán Lương, Đàm Tùng Vận trên sâu, Phan Cẩm Tâm Tựa Ngọc rần rần vì điều này. Cặp đôi Trung Hán Lương, Đàm Tùng Vận của Cẩm Tâm Tựa Ngọc đúng là đi đâu cũng nhận được sự yêu thích đến đấy. Sau khi show Happy Camp có sự góp mặt của Đàm Tùng Vận, Trung Hán Lương chính thức lên sóng, người hâm mộ vẫn cứ rộn ràng chia sẻ thông tin về cặp đôi với vai chính Cẩm Tâm Tựa Ngọc. Diện trang phục thời thượng sang chảnh, nếu Đàm Tùng Vận gợi cảm cùng chiếc váy dây ôm sát cơ thể thì Trung Hán Lương lại bệnh bao với vest đen. Cặp đôi có một màn khiêu vũ khá ăn ý, Trung Hán Lương tận tình dìu đỡ bản diện, còn Đàm Tùng Vận cũng không quên thả dáng ngọc ngà theo từng tiếng nhạc du dương. Vì dư âm của Cẩm Tâm Tựa Ngọc vẫn còn, chưa tan, nên tất cả những thông tin liên quan đến Trung Hán Lương, Đàm Tùng Vận đều là chủ đề săn lùng tích cực từ người xem. Trên Weibo, khán giả không ngừng chia sẻ cảnh Đàm Tùng Vận, Trung Hán Lương tình tứ ở Happy Camp. Đồng thời, netizen cũng chia sẻ câu chuyện rằng Trung Hán Lương, Đàm Tùng Vận liên tục nhắc bài nhau khi thực hiện các thử thách. Đặc biệt, ông chủ Âu50 còn chứng tỏ sự quan tâm dành cho đồng nghiệp khi nhắc bài bằng đủ mọi cách. Đến mức fan còn phải gọi đùa cặp đôi này mới bị danh, cặp đôi phu phụ nhắc bài. Ở một diễn biến khác, thông tin hậu trường về màn dậm chân đi trên thảm gai của Đàm Tùng Vận, Trung Hán Lương cũng được hé lộ. Trong thử thách này, Đàm Tùng Vận dậm lên chân Trung Hán Lương, rồi sau đó ông chú Âu50 sẽ dìu đỡ bản diện để cùng cô khiêu vũ trên tấm thảm gai này. Lúc chứng kiến cảnh Trung Hán Lương di chuyển, cảnh điểm người cùng tham gia Happy Camp đã thốt lên rằng anh ấy không biết đau, anh ấy thực sự không biết đau sao. Nhân viên sản xuất cũng vô cùng kinh ngạc, có ý nghi ngờ phải chăng Trung Hán Lương dùng miếng độn chân gì đó. Thực tế Trung Hán Lương chẳng sử dụng chiêu trò gì, chỉ là khi làm bất cứ việc gì, nam diễn viên cũng vô cùng nghiêm túc. Chính vì tinh thần làm việc bất chấp khó khăn này mà Trung Hán Lương nhận được lời khen không ít. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.